Rồi, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của Hiển nha. Hôm nay Hiển ghé thăm cái vườn của Lợi nha. Vườn này thì Hiển cho tiến hành cho neo trái lại ha. Neo lại tới gầm cắt luôn ha. Quay bạn xem nha. Bây giờ là Hiển đang ở buổi chiều ở trên vườn của Lợi nha. Đầu là Hiển sẽ cho các bạn xem những trái nhãn mà con Lợi đang làm. Nó hơi ngược nắng nha. Đây, chùm này chùm cơ bản của nó là 40 trái cho đổ lại nha, không có nhiều hơn nha. Và cái thứ hai các bạn thấy nè, tại sao cho biện pháp tỉa làm gì? Cho biện pháp tỉa để khi trái nhãn nó quằn xuống thì nó có chỗ núp nắng nha. Chứ còn nếu mà nó mà không tỉa, bắt đầu nó nhồi cục người cục đi thì bắt đầu nó sẽ gì, nó sẽ thối trái dữ lắm nha. Nè, đây đã không. Rồi bắt đầu hiển đo cái cỡ trái bạn xem nha. Nè, bằng nhãn phi của Hiển nghe đi, cái trái này dễ đo hơn rồi. Nhìn thấy mê ly ha. Hiện tại bây giờ là cho lại cái chương trình là đuổi ruồi vàng thôi. Đây, như đùm này đi ha, dễ đo nè. Các bạn thấy là phi bây giờ đã là phi 30 rồi nha. Nè. Thấy không? Nhìn mê chưa? Đi tiếp các bạn nha. Người ta thường thường là người ta quay có một cây để khè thôi nha. Còn Hiển quay nguyên vườn nè. Cây kế tiếp nè. Thì nếu quay kiểu này rồi sẽ có một số anh em là hỏi là vườn ở đâu vừa mua nha. Cái vườn này thì có lái ruột rồi nha, tại vì Hiển làm chung với một cái số đơn vị lái ở khu vực. Người ta vô ta tham quan vườn và người ta quyết định là ta chấm vườn này rồi ha. Các bạn xem nè. Đó, thấy không? Cái cây khác nè. Mình quay là mình quay nhiều cây vô, chứ quay có một cây quay hoài nhiều không có cây trúng mấy kia thất rồi sao, thấy không? Các bạn thấy không, cái trái nhãn á nè, cái trái nhãn á của bên mình làm á là nó xanh cho đến lớn vẫn còn xanh này nha. Chừng nào nó chín là nó ngã sang màu da bò luôn, nên thành ra là nó vừa xanh xanh vàng vàng nha, thành ra cái màu sắc nó đẹp lắm nha. Đây là ấy, đi tiếp các bạn nha. Quay một số cây nữa nè. Quay nhiều cây nha, để cho các bạn tham khảo nha. Nhãn vậy rồi lái vô đi không nổi nha. Túm chân túm cẳng hết trơn nè. Là vườn có lợi đợt trước là Hiển có quay cái video á, là làm bông á. Bữa nay nó vậy nè. Rồi mình đi sang cái khác nè, quay ngay qua đây đi, đợi chỗ nắng nha. Tại vì Hiển ra cái tiêu chí là không có cho mang trái nhiều ha. 40 trái đổ lại thôi. Cây kế bên nè, thấy không? À, màu sắc đã không? Cái này là quay cho các bạn xem chơi nha. Mình cũng là người bán phân bán thuốc nha, mà mình còn chưa bao giờ quảng cáo sản phẩm của mình cả nha. Chủ yếu là mà mình có cái nhóm ní ná của mình thôi. Đã không? Nè, ở đây nè. Không? Liệt địa chưa nghe không? Sang cái cây bên đây. Đây ạ. Rồi sang cây bên đây nữa nè. Anh biết rồi, anh lại liền. Người ta quay clip, người ta quay con cây à, mình quay ha 3-4 cây gì cho người ta thấy, chứ quay con cây ta nói mình quay con cây lửa con cây có một cây có trái, còn nhiêu mà không có trái nha. Cái sáng đây nè. Rùi vàng dữ rồi lại ơi. Chuyển sang chương trình mắm tôm đi em ơi.
ra ngoài đầu tư với mắm tôm nằm thúi thúi mà ngon ngon nha, nó ngon mới thúi nha, chứ còn nó không ngon không thúi à. Rồi về hả, lấy chai nước suối treo cho anh đi. Quá ể. Thì cũng bằng vườn của Khánh nè, nhưng mà trái của Khánh thì không to bằng trái này thôi. Lâu lắm mới quay video mới quay lại một cái vườn làm bông làm trái xong anh kết thúc nè. Thôi quay ít thôi, quay nhiều quá lái anh hỏi ở đâu ra nữa mới công. Thôi chốt kèo tại đây đi. Cảm ơn đã theo dõi.